Nha khoa IOTA, răng của bạn như răng của chúng tôi. IOTA xin chào. Hôm nay IOTA xin chia sẻ cho các bạn một ca lâm sàng, đó là lấy cao răng lâu năm. Các bạn có thể nhìn đấy ạ. Đây là tình trạng cao răng của bệnh nhân đã để rất là lâu rồi. Thì hôm nay bệnh nhân mới có dịp qua hệ thống nha khoa IOTA của chúng tôi là lấy cao răng. Và khi các bạn đến với nha khoa IOTA của chúng tôi là yên tâm là lấy cao răng chỉ duy nhất với giá có 30.000, chỉ bằng một bát phở thôi các bạn nhé. Thì đầu tiên như các bạn có thể nhìn thấy cao răng của bệnh nhân này. Nếu mà như trong trường hợp các bạn mà để tình trạng cao răng như này, các bạn mà không đi lấy về sau là nó sẽ gây tụt lợi và gây tiêu xương và làm cho các răng của mình nó bị lung lay này. Và các bạn cứ hình dung đơn giản như là ông bà nhà mình ấy, ngày xưa ông bà nhà mình mà không bị đau răng, không bị sâu răng, nhưng mà tại sao nó cứ bị lung lay răng? Thì đó nó là do cao răng các bạn nhé. Thì cao răng ấy thì nó là khởi nguồn và nó là nguồn gốc của mọi vấn đề về răng miệng. Nên hôm nay tôi xin chia sẻ cho các bạn một ca lâm sàng, đó là lấy cao răng lâu năm. Xin mời các bạn cùng theo dõi video của chúng tôi nhé. Anh là to chứ. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, nhìn này, các mảng bám của bệnh nhân đã bong ra rồi này. Đây, các bạn có thể thấy ấy. Đây, các bạn nhìn thấy chưa? Đây là các mảng bám của cao răng này. Đây được gọi nó là vôi răng. Vôi răng. Đấy, rất là sạch này, các bạn nhìn thấy chưa? Và yên tâm là khi các bạn đến với hệ thống nha khoa IOTA của chúng tôi là lấy cao răng là không hề đau các bạn nhé. Tại vì khi đến nha khoa IOTA của chúng tôi là chúng tôi có công nghệ lấy cao răng, nó là bằng sóng siêu âm và yên tâm là không hề đau, rất là nhẹ nhàng. Và duy nhất là chỉ có hệ thống nha khoa IOTA của chúng tôi là lấy cao răng chỉ duy nhất là chỉ có 30.000 thôi. 30.000 chỉ bằng một bát phở. Hít sâu cái đề cho em nhé, cố gắng một chút thôi. Các nhỏ mong cười này, các anh chút hơi nhỏ hơn. Các bạn thu tiền máy á. Hả? Mà thu vào tiền máy. Thì tiền máy Các bạn ở đây các bạn chút là sau khi đấy. Em sẽ nghĩ rằng là thế đi. Anh em quay thêm. Như trước mắt các bạn cũng đã thấy đấy, lúc nãy đây là một cái ca lâm sàng, đó là lấy cao răng lâu năm. Thì lúc nãy là trước lúc là tôi lấy, còn như hiện tại bây giờ là tôi đã lấy xong rồi các bạn nhé. Đây các bạn có thể nhìn thấy rõ ràng chưa? Cao răng rất là sạch sẽ đấy, sạch sẽ rồi. Các bạn có biết vì sao tình trạng lợi của bệnh nhân này như nào không? Tại vì là tình trạng cao răng của anh để nhiều quá thì cái phần lợi của anh là nó sẽ làm cái tụt lợi xuống và cái tiêu mất cái xương và làm cho các răng này nó sẽ bị dài ra. Đây như các bạn nhìn thấy chưa? Đây phần cao răng này, trước tôi lấy cao răng sạch sẽ rồi và bây giờ là nó sạch hết rồi và cái lợi nó sẽ bị đỏ. Và khi bị lợi được bị viêm như này ấy, thì về nhà chỉ cần các bạn về nhà xúc miệng nước muối sinh lý cho tôi thôi nhé. Chỉ cần xúc miệng nước muối sinh lý, không cần trừ trường hợp nặng là mình sẽ phải dùng thuốc. Tại vì khi bị viêm như thế, nguồn gốc của viêm lợi đó là do cái cao răng, là do cái vôi răng đấy ạ. Thì mình đã lấy đi cái vôi răng đi rồi thì là cái lợi của mình là nó sẽ tự lành thương, nó sẽ không bị viêm nữa nhé. Và khi các bạn đến với hệ thống nha khoa IOTA của chúng tôi ấy, thì khi các bạn đến lấy cao răng, thứ nhất chỉ duy nhất chỉ có 30.000 chỉ bằng một bát phở. Và quan trọng hơn nữa là đến với nha khoa IOTA của chúng tôi là có cái công nghệ lấy cao răng bằng máy siêu âm, yên tâm là không hề đau, chỉ là phun nước làm sạch và cao răng tự bong ra. Và cái quan trọng hơn nữa là khi mình lấy cao răng xong rồi ấy, ở IOTA của chúng tôi là còn một công nghệ nữa, công nghệ đó là đánh bóng bằng chất đánh bóng Lubro. Đấy, vậy như thế thì thứ nhất là lấy cao răng rất là sạch, thứ hai nữa là qua quá trình đánh bóng xong bằng cái chất đánh bóng Lubro thì là các cái men răng của bệnh nhân là sẽ sáng bóng hơn.
Và khi các bạn đến với Yota của chúng tôi ấy, chúng tôi là cam kết hoàn tiền 100%. Và cái cam kết một lần nữa của Yota của chúng tôi là đó là cam kết là tất cả các dòng sản phẩm và thẻ bảo hành nó sẽ chính hãng. Và các bạn có biết vì sao Yota của chúng tôi lấy cao tăng chỉ duy nhất của 30.000 đúng không ạ? Tại vì Yota của chúng tôi mang một sứ mệnh rất là cao cả, đó là mang lại nụ cười, mang lại sự tự tin này, sức khỏe và nụ cười cho tất cả các khách hàng. Và cái 30k là có thể là tất cả mọi người dân, cộng đồng, tất cả mọi người Việt Nam đều có thể đi lấy cao tăng với giá chỉ bằng một bát phở, và rất là đơn giản và nhanh. Và quan trọng hơn nữa là cái răng của bệnh nhân là sẽ được bảo vệ và nó không bị tụt lợi, không bị hỏng như các cụ ngày xưa các bạn nhé. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Yota. Yota xin cảm ơn. Nếu các bạn mà thấy video của chúng tôi hay thì có thể like, share và đăng ký kênh giúp Yota, để giúp Yota lan tỏa sự yêu thương và lan tỏa đến cái lấy cao răng này đến cho tất cả mọi người, thì tất cả mọi người có thể đến với Yota của chúng tôi. Yota xin cảm ơn một lần nữa.